Chiến sĩ cảnh sát tận tình chải tóc, chỉnh sửa trang phục, trò chuyện vui vẻ để học sinh có sắc thái tốt nhất khi chụp hình làm căn cước công dân. Chiều 28 tháng 3 năm 2023, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Linh Xuân đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn để làm căn cước công dân gắn chip điện tử cho học sinh. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá, gần 50 học sinh khối lớp 9 được cảnh sát hướng dẫn xếp hàng lấy thông tin. Đây là số học sinh chưa có căn cước công dân sau khi được trường rà soát, thống kê. Thì hôm nay con làm căn cước công dân với lý do là con có thi tuyển sinh lớp 10. Và con cũng làm trễ hơn các bạn khá là nhiều. Và hôm nay thì được các chú công an đến trường làm thì con cảm thấy rất là vui và giống như là mình có thêm một cái gì đó mới như là căn cước công dân. Thì các chú làm việc khá là nhanh chóng, chỉnh sửa tóc tai và hỗ trợ tụi con rất là tốt. Thì con rất vui vì điều này. Trước đó, học sinh lớp 9 và lớp 12 của hàng chục trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũng được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về tận trường cấp căn cước công dân. Khi cấp căn cước công dân, lực lượng công an sẽ không phân biệt nơi thường trú và không yêu cầu học sinh quay về địa phương để lấy thông báo mã số định danh trong trường hợp thiếu thông tin. Thì lực lượng công an phường cũng đã thực hiện cái công tác làm sạch dữ liệu cũng như là phối hợp với nhà trường để điều tra cơ bản danh sách các em học sinh đến tuổi cũng như là hỗ trợ nhà trường để nhanh chóng thực hiện cái công tác cấp căn cước cho các em cho nó đảm bảo cái tiến độ. Chúng tôi cũng đã phối hợp với đội quản lý hành chính cũng đã khảo sát tại địa điểm lắp máy thì nhìn chung thì thực hiện cái này thì cũng không có gì là khó khăn, cũng là rất thuận tiện. Và các thầy cô ban giám hiệu của nhà trường cũng đã hỗ trợ hết mình, nhất là cái công tác tập trung các em học sinh. Tương tự thành phố Thủ Đức, lực lượng công an quận 8 cũng tổ chức các tổ lưu động đến trực tiếp trường trung học cơ sở để cấp căn cước công dân cho học sinh. Việc làm trên nằm trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân cho học sinh được Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ ngày 26 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3. Để hoàn thành tiến độ công việc, công an địa phương sẽ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có trên 34.200 học sinh chuẩn bị tham gia các kỳ thi tuyển sinh trong năm 2023 như kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hoặc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mục tiêu của Công an thành phố Hồ Chí Minh là hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% học sinh ở độ tuổi này trước ngày 20 tháng 5 năm 2023.